Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Thì mình đang có bạn Flo, bạn Thành, bạn kia. Đó. Rồi mình sẽ bán hết đi. Đó, mình sẽ đánh Banoman nhé. Anywho, thì mình đánh Ám Hoàng được mấy trận thì mình chán rồi. Nên trận này mình sẽ không đánh Ám Hoàng nữa bạn. Mình sẽ đánh theo đồ gì các thứ lại bình thường lại thôi. Đồ gì ngon hay là cái gì đấy. À thưa, trận này mình đánh rồi nên là mình cũng không mình không phải đang đánh live đâu, mình đang đánh từ trước rồi, xong rồi mình xem lại rồi. Violet it's so sweet, don't you love me. Có giáp A này thường mình sẽ đánh thú hoặc đánh cung thủ anh em ạ. Nhưng mà công thủ dạo đầu mùa như mình thấy hơi mỏng. Thấy cái mỏng mỏng sao ấy, nên là dễ khả năng trận này anh thú ấy. Đó, thường chỉ một đồ mà. Nếu mà đồ đầu tiên của bạn mà cũng là đồ kiểu hạng B, hạng A ấy, hoặc là hạng S ấy, khá là ngon ấy, nên là mình sẽ khá là hình dung được sẽ đánh đội gì trong đầu. Có thể xoay chứ tuy biết. Amelie 2 này, nền tảng Amelie 2. Tí mình thích mình thì bán con Darcy kia, mình mua thêm con Rat nữa cũng được nha anh em nhé. Đó thì thường mình hay là mình làm một cái tổng hợp luôn nhỉ. Ví dụ như kiểu có giáp AI này, giáp bổ mệnh, sách thánh thì thường sẽ đánh thú. Có hôn chương hải thần thì sẽ đánh voi, có ngọc đại sẽ đánh hắc ám, có thương sẽ đánh hắc ám, có đồ 40 mana nào thì cũng đánh hắc ám hết, thường mình đánh như thế. Có vút lung tàn thì đánh yon vậy thôi. Còn lại thì toàn là đồ hạng. Có sách triều hồn thì đánh gì cũng được nhé. Sách triều hồn thì cân mọi kèo được nhé. Thì đa phần là thế. Có thương thì đánh hắc ám, hay kết thì đánh thêm, hay kết thì đánh thêm. Có cái quyền triệu Reha thì có thể đánh Ám Hoàng hoặc là đánh Yon, Yon được. Đó còn gì nữa không nhỉ? Liềm đánh thú. Hết đồ hạng A rồi đúng không? Hết. Nói chung mấy cái đồ đấy là mấy cái đồ ngon ấy anh em. Nên là mấy cái đồ đấy sẽ mình sẽ biết được là đánh gì luôn, gần như là thế. Và thường có thể thay đổi thì mình sẽ cân nhắc sau. Nhưng mà thường là thế nhá. Em thì anh em nào chưa biết thì có thể lưu lại thôi. Còn anh em nào biết rồi thì anh em biết rồi. Trận này đang có chuỗi thắng này, khá là ngon này. Có chuỗi thắng. Ủa chỉ có giáp của mệnh. Hai đồ dùng để đánh thú anh em ơi. Hoặc là đánh cung thủ. Ừ, các bạn đồ nào mà đánh được thú thì các bạn thường là đánh cung thủ nhé. Thường là thế. Mình thấy là thế. Theo mình nhận xét là thế. Đang chuỗi thắng mình sẽ lên 5 luôn để mình giữ cái chuỗi thắng này. Thêm con cuồng chiến này đi cũng được. It's so sweet. Giữ hai tay lại để phòng ra sách thánh nhé. Ra sách thánh mình đánh hai sách thánh với floor 2 thì khá là uy tín. Úi sời, nó xiên đôi kìa. Down, 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 down. Needs a good gun. Yeah.
Ui, có liềm đặt bệnh luôn nữa anh em ơi. Đánh thú chắc luôn, không cần suy nghĩ. Kiểu gì cũng đánh thú trận này. Ba đồ thủ kia thì không cần gì nói được. Floor 2 này, có Yon này. Có Yon nữa này, hai Yon rồi này. Ủa đây mình bắn nhầm con Van Heo đi mất đấy anh em ơi. Giữ con Van Heo lại cũng được. Con Tulen này. Tulen. Giữ con Van Heo lại để đánh đánh thợ săn quỷ cũng được anh em ơi, nhưng mà mình lỡ bán mất đi. Nên thôi mình bán nó con Quillen đi nhá. À mình bán nó con Aeron đi nhá. Bỏ con 2T thì không đánh công thủ đâu. Công thủ đầu mùa không ưa lắm. Thì mình sẽ đánh Noman bán thần để giữ máu thôi, còn tí mình sẽ đánh thú. Thú gì chưa biết anh em ơi. Thú để thú Yon mà. Thú gì đó. Nick Vera này. Bán luôn hai này đi, một con Ignite nhé. Một con Yon có Ignite. Vân vân nhỉ. Thì mình do này cũng cho thêm mình do này nhưng mà đồ kia đánh do cũng ok, thêm cái sách truy hồn này vô lông tản nữa thì ngon. Ôi giời, con Floor 2 này khỏe thế, cái đồ gì đây? Yon mình bắn từ nãy giờ trả được tí đam mà luôn. Ui giời ơi, giáp Gaia luôn. Phù chú trường sinh ạ. Trông dã man. Chẳng ai có thương. Để này rồi. It's so sweet. Thêm một tuần nữa mình sẽ thêm con thêm một ignite thôi anh em ơi. Có đủ thú thì mình sẽ cân nhắc để mình cho thú vào, nhưng mà yon một thì nó cũng chắc mình gánh được anh em ơi. Chuyện này nhiều bạn đánh yon thế. Kia yon hai này, Dan Snow đánh yon, nhiều bạn đánh yon lắm nha. Nổ. Cho tạm cái này cho con Yon à, hay cho con này cho con Yon đi. Một tướng thì mình thêm con Ignite. Có Crest, có Ignite 2, đánh Ignite 2 cũng được anh em ơi. Bỏ luôn mấy nhà này đi nhé. Đánh 4 thú này. Này thôi. Yon 1 thì khả năng bắn nó vẫn chưa thấm tháp vào đâu lắm. Cho cái liềm cho con này nhá. Liềm cho con này để phòng gặp con floor khác thì nó sẽ cân được con floor khác thôi. Mới này con Yon 2. God bless. Đang slow à. Này gặp floor này, mình có liềm. Ui dồi ôi, nó không xin được đến liềm anh em ơi, cay thế này. Họ xin yếu ấy.
Ôi xong rồi. Ơi giời ơi, Dan Snow cho mình ăn cám rồi. Dan Snow đánh đội giống mình luôn kìa. Floor 2, init 2. Này cho con Floor nhé, này cho con Yawn nốt đi. Có giòn anh em, 6 con giòn, bạn này tranh nhau giòn quá chịu rồi. Ui bạn này Helen 3 luôn nhỉ. Không nên đổi nhon 2 em. Ui giời, xiên quả đẹp đấy. Xiên mới quả đẹp đấy anh em ơi. Ôi tự nhiên con floor đi ra trước. Ai giời ơi. So sweet. Cushy mình vẫn giữ lại để phòng tiễn mình ra teo rồi mình sẽ chơi teo nhá anh em nhá. Chứ thực ra Cushy mình cũng không nghĩ cần lên 2 đâu. Lên 2 cũng hơi phí tiền nhưng mà late mình không chơi Cushy nữa. Trừ khi mình thua nhiều quá, mình yếu máu quá thì mình mới cần lên con Cushy 2 để nó cầm máu anh em. Chứ thực ra mình có chuỗi thắng này thì mình nghĩ cũng chưa cần. Chưa cần vội nhưng mà với cái đội hình cái này dễ thua lắm anh em. Dễ mất một đống máu. Là có hai này. Bây giờ là có hai này. Vắng đi em đúng không? Xiên. Rồi ok. Rồi ok. Rồi ok. Top 1 carry. Sao cờ liên quân không lên? À đây có teo này. Có Sephira này. Mình cho teo vào cho con này vào luôn nhé. Đồ này cho con teo. Ok. À, trận này cũng không đánh Yon luôn anh em ạ. Mình Yon thôi không đấy. Không đánh Yon được rồi. Lo kia xin luôn này. Kịp xiên không? Cái thằng đi đấy anh em ơi. Trông thế này là đi rồi đấy. Trời ơi, floor bên kia là xiên luôn. Thôi rồi rồi. 7 con Yon anh em ơi. Nó không lấy Yon 2, mình sẽ bỏ con Yon đây luôn nhé. Chẳng chơi Yon nữa vậy. Có ma lốc này. QC đang lấy tạm QC 2 cầm máu anh em ơi chứ không cũng 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 hơi lo anh em ơi. Hơi lo tạm Vera đi, cần Vera vội. Vera tí nữa. Nè, các bạn ấy cũng không ai đánh teo mấy, mỗi một bạn nữa đánh teo thôi. Mình còn mình sẽ lên một con teo 2, lên con teo 2 rồi để con teo cân tím tạm cũng được. Cho lúc chưa có ma tộc. Cái này chắc không đánh Yon được anh. Cho bạn Dan Snow đánh Yon vậy. Mình sẽ đánh thú ma tộc tinh linh. Thuẫn. Xem có con gì hay nào. Ma lốc 2 này. Thassie này. Bỏ luôn floor cũng hơi tiếc nhỉ. Mà đồ này cũng phải ném cho Malok thôi. Malok nhảy anh em ơi. Cái này ném cho Chrissy nhé quên.
Này cho Quincy ngon hơn. Vera. Chưa ra con Quizik nhỉ anh em? Không thấy con Quizik đâu. Sao con Senel này trâu vậy? Senel có cái gì mà trâu nhỉ? Hay tại mình không có truy hồn nên là mới trâu thế nhỉ? Nhưng mà làm gì có chuyện mà trâu thế nhỉ? Mạng la lắc này anh em. Thêm đồ thủ cũng được. Thêm đồ thủ đi anh em. Phù chú trường sinh. Bên em còn gì bên em? Floor đấy cũng được, mình chơi floor. Phong cát này ok, mày thế. Phong cát mình sẽ chơi bốn thú này. Phong cát đứng đây, mình phải tanh đi. Phong cát thì sẽ có hai đầu thủ cho phong cát này cũng khá là ok này. Này sẽ đánh tặng cho con teo nhá. Bên này cho con nào này. Này rồi anh em. Ui floor bên kia xin luôn không? Không xin luôn nhưng mà cũng gần như xiên. Con cát nhảy được này. Mà lốc nhảy được không? Mình choáng mới đau chứ. Nhiều lúc mình rất ghét bởi con ma lốc nó bị ăn choáng là nó bị đần cả người luôn ấy anh em. Nhìn ghét lắm. Nhưng mà trận này ra con cát sớm khá là ok. Không ra con cát sớm mình cũng hơi cam go đấy. Không biết đánh gì luôn. Ra con cát sớm thì yên tâm hơn rồi. Mình sẽ giữ máu được một khoảng thời gian cho đến khi mà von cát nó yếu. Có teo hai này ok này. Ra anh em ơi, khả năng mình sẽ lên 9 luôn nhá. Lên 9 tướng rồi đánh thú nhá. Để nhầm chứ không, mình tí nữa mình không quên một lấy cái Quizik. Không thấy Quizik đâu. Mình không thêm mấy thằng đáy bên kia. Năng để sang bên này đấy anh em ơi, đỡ dính truy hồn của rồng. Mà con thên bay xuống dưới này thì nó sẽ được bổ con phong cát của mình. Mà phong cát mình có hai đồ khá là ngon, sẽ cho bố bổ vào hướng này nhé. Gặp bạn đấy không? Má lốc nhảy đẹp này, có thế chứ. 30.000 đam chung cũng khỏe anh em ơi, không yếu. Trận này hơi thiếu mana. Đó mà các bạn thấy đấy, hơi thiếu mana nhưng mà các bạn có đồ thủ thì vẫn đánh thú vẫn ok, là vẫn không đến nỗi nào. Chứ thiếu mana là đánh hạ ám xem. Đố mà đánh được luôn. Không biết đánh được gì luôn. Đó thì các bạn cứ rút kinh nghiệm thế, ra đồ thủ thì các bạn đánh thú. Này rồng thổi vào giữa này, rồng vẫn thổi đến con teo mình này. Nhưng mà nó sẽ không thổi đến con von cát. Thì con von cát mình không tính truy hồn thì nó cũng khá là yên tâm. Rồng pha này thổi sang góc bên kia thôi, không thổi vào mình. Rồng pha này thổi vào giữa. Thổi vào giữa không thổi vào teo mình. Không có rồng luôn. Floor này xiên mình có liềm. Dùng liềm chưa nhỉ? Chưa dùng liềm sao chứ? Cát bên kia nhảy này. Quét nộ này. Này chắc đi kìa. Game của bạn đi rồi. Chuyện này mà có vả trang lấy trang bị thì ngon. Chưa thấy con Quizik đâu anh em. Để nãy mình quên nhầm có mua con Quizik không nhỉ? Thật gì có chuyện nhỉ? Mình phải nhớ mình mua chứ. Nhưng chưa thấy con Quizik bao giờ. 24 con Quizik. Không thấy được nhỉ? Khả năng mà lên 9 thì mình sẽ lấy thêm con Quizi nhé. Để mình có con teo 2 cũng khá là ngon. Thì lấy thêm QC xong rồi
trên PC vậy, còn 6 thú thì để sau, chứ bây giờ bỏ con Teo 2 đi cũng cũng hơi tiếc. PC mình PC 2 mà. Sau nữa mình lên nhé. Thêm liềm được nhưng mà thôi, lấy vốn hùng tản đi. Cho con Teo này bắn cho nó, cho nó ulti được. Vốn hùng tản thì các đồ này cho Yon được. Nhưng mà trận này không đánh Yon. Thương dùng đáy dòng thời bên kia. Teo ulti bên này. Teo ulti khả năng choáng con Malok mình ấy. Na cót cầm sách truy hồn. Ok. Thôi mình khá yên tâm. Không có vấn đề gì. Rồng thổi góc chéo bên này này. Là có xuống tận đáy bên kia này, ma lốc nhảy được này. Ui giời. Ui giời. Teo bắn như máy khâu anh em ơi. Teo bắn như máy khâu. Bạn này đi. Ở đấy, nếu mà chế độ vả trang bị khi mình vả được hai bạn cũng ngon phết rồi đấy. Bây giờ lấy đồ anh em ơi. Lấy đồ thoái. Là sẽ thấy ngon. Nhưng mà thôi, Choi thì mình sẽ ném cho con cát. Thì con cát sẽ ulti được và nó sẽ chơi chơi được. Chơi chơi được khá là lâu ấy. Một sách thánh nhưng mà vẫn chơi chơi được khá là lâu ấy. Rồi sau mình lên một thương xuống đáy, một thương bên kia cờ red nộ luôn. Red nộ luôn thì mình có choi rồi, không mình không sợ lắm. Yon bạn này đánh từ gì đây? Nakot xuống rồng thổi đó, mình vẫn né được hết đâu, mình vẫn né được hết truy hồn của các bạn ấy thì con cát mình vẫn sống. Teo này ulti góc kia này, con cát mình có choi này. Yon này bắn thằng Malok này ngon phết này. Mắn mãi mà lốc chết. Một cát nhảy phát thì ngon. Tầm này thì cũng chẳng chiến thuật gì nữa. Mình xếp tướng. Mình sẽ nhận xét các cái thứ. Mình xem mình xếp tướng từ gì mình sẽ nói ra thôi. Kinh nhỉ. Ba bạn mình thắng đào với Dan Snow trận này đánh ghê thế. Chưa ai out top luôn. Vừa có thêm Greasy 2 này. Hay lên Greasy 3 anh em. Hay lên Greasy này. Hay lên QC 3 nhỉ anh em nhỉ? QC... QC gì đây? Nó cái này đi. Ô quả này mình bị để lỗi đấy. Lẽ quả này mình để con Quizic vào là có thể có thêm nhà phù thủy không? Ngáo thật sự. Chơi game cứ ngang ngang. Đấy quả này mình có nhà phù thủy khi mình cho mấy bạn ấy đi tong luôn ấy chứ. Pha đánh hơi lỗi, nhận xét pha đánh hơi lỗi. Đang slow rồi. Bế con Quy Sim lên. Teo ulti luôn này. Quy Sim nghèo luôn này. Nó quan trọng là con cắt né được truy hồn thôi anh em ơi. Quan trọng nhất là con cắt né được truy hồn. Con cắt choáng được rồi. Ui rồi, Teo bắn như máy khâu. Teo bắn như máy khâu. Ui rồi. Ui rồi ôi. Tí nữa vòng 25 mình thêm một cái thẻ tăng slot tướng nữa thì ngon anh em. Receive. Pha này quên đấy, lâu đánh thú thì không nhớ. Ui, có khi lên QC 3 ấy nhỉ. Thêm nữa này. Để ra đi lấy thêm con Red nữa. Có thêm Teo này. À, đổi sang bên này à. Rồng này không có truy hồn anh em. Nakot có truy hồn à. Ui, bạn này khỏe thế. Thằng Đào khỏe thế. Con Malok bên kia chết luôn, không kịp nhảy luôn anh em ơi. Phá nhà ấy. Kinh nhờ thằng Đào khỏe thế. Vợ này cũng ulti được. Ui ôi.
Mỗi cái choi này mana khổ thế nhờ. Không có truy hồn nữa. Không có gì giết được con voi bọn này anh em ơi. Chắc đi QC3. Đang chạy lên QC3 làm clip thôi anh em ơi. Không có đồ, không có direct này. Thêm direct thêm con cừ này là thế là thêm physics vào chứ. À, physics ở chứ. Thêm physics vào mới lấy cái phù thủy chứ. Mong thêm cái thể tăng sót tướng anh em ơi. Tăng sót tướng được là ngon nhất. Mình sẽ có cả con Chrissy 3. Sắp lên Chrissy 3 là một con Chrissy nữa lên Chrissy 3. Truy hồn. À con Chrissy 3 thật này nhưng mà không có tăng sót tướng anh em ơi. Không có tăng sót tướng thì mình sẽ phải đánh tạm con này. Ở đấy mình lại bỏ Quizic xuống này, mình ngáo đấy. Bỏ Quizic xuống, con lím cái này cho Chrissy nhé. Chrissy 2 đồ đi. Chrissy 3 đồ luôn đi. Test sức mạnh Chrissy 3 nha anh em nhé. Test sức mạnh Chrissy 3 phát. Xem ra cái thể thống gì không. Malok này. Ngon cát này. Mong là ngon cát 2 cũng ngon. Malok 2 này. Dan Snow bế con Chrissy. Chrissy lên nó ulti phát này. Ra nhiều đam đấy anh em ơi nhưng mà 26.000 đam. Ngon cắt choáng được này, quét nộ được này. Ngon cắt mình còn liềm còn giáp phòng mệnh cơ anh em ơi. Ok đấy. Ai giời ơi. Chung pha này đánh hơi lỗi. Hơi lỗi thật. Bỏ này. Đấy sao mình bỏ mất con thú kia đi. Nãy hơi lỗi thôi, đánh hơi lỗi tí thôi. Có thêm choi cho con Malok này. Đồ này cho con Teo cũng được, đồ này cho con QC. Thêm con gì mình sẽ đánh tạm Lily 2, thêm một con Lily vậy. Mấy con cắt 2 nhỉ. Con cắt 2 được cũng ngon. À đây lên được. Một thương bắt giữa này, ok hết thôi. Đây con cắt 2. Đó thế thôi anh em ơi. Đánh cái này là hết sức bình sinh rồi. Có bắt con Teo mình kìa. Ủa? Sao bắt con Teo mình nhỉ? Bạn ấy có một thương mà nhỉ? Khó chịu rồi. Dan Snow của này cũng sắp đi rồi. Nó chịu rồi. Thôi nhưng mà bạn mình đánh thế thì cũng gây gớm rồi, chịu rồi. Em nốt Dan Snow đánh với thắng đào xem. Ôi kết thúc luôn. Hello viết mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích kênh này like, subscribe, comment xuống dưới góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Chúng QC3 cũng khá là khỏe nhưng mà không ăn thua anh em. Anywho, bye bye.